bao nhiêu chỗ mà không ăn, mà kêu vô quán nhậu ăn mày. Trời ơi, sao buổi chiều con đi. Tôi mệt quá. Ơi. Thôi, đi nghe. Nay em xin trình bày tiết mục và nuốt thang. Có gì nếu mà anh chị cảm thấy vui mắt thì mua ủng hộ em một vài viên kẹo ạ. Xin cảm ơn ạ. Ok. Hey. Cục kẹo mà nuốt gì cục kẹo mày. Trời ơi, nhìn ngon như cái mỏ đó kìa. Wow. Ôi nhóc hay dữ người ta. Dạ. Hey, mày lụm cục hang trong cái bếp của bà chủ á, mày nuốt thử coi. Anh cho mày tiền lớn luôn. À, cái bếp đó để nướng đồ ăn á, em lấy rồi mất công bà chủ bà chửi. Tao biết thế nào đó. Cũng nói câu này mà. Mày rành con. Nè. Ba cái cục than của mày nè. Nuốt than hả mày? Nuốt thì nuốt cái than thiệt. Ba cái đồ quỷ này. Lừa đảo người ta lấy tiền mày. Ủa sao? Liên quan gì tới anh đâu mà tự nhiên anh tới đây gây sự. Tao thích vậy á, mày thích trả treo không? Cái mày à mày trai. Chạy. Thái ra mày. Thôi, chỗ quán xá mà. Người đánh làm gì tội nghiệp nó. Nó có mưu sinh rồi à. Anh thích thì cũng cho, còn không thôi. Cho qua đi anh trai. Để lừa đảo người ta không? Thôi em thấy rồi. Vui vẻ đi. Đây gần công an phường đó. Em công xuống mệt nữa không? Mệt không? Thôi, về bàn nhậu tiếp đi. Đi, hai anh về bàn nhậu đi. Đi lừa đảo mày. Đi, về bàn nhậu đi, nghe. Làm lo không? Dạ, được rồi. Nè, cái né mày nó ra. Thấy lại kiếm chuyện không? Ngày nào em cũng tới cái quán này em làm vậy mà. Người ta thương, người ta cho ít tiền không không thích thì thôi. Chứ em đâu có lừa đảo gì ai đâu anh. Tự nhiên mấy người đây uống bài lông bi vô rồi cái gây sự với em. Thấy mà, mỗi mày vậy thôi. Nè, em có mấy chục ngàn lẻ nè. Giữ đi. Em cảm ơn. Cố gắng nghe. Làm sao được mấy trường hợp này né né. Dạ. Không thôi mệt nữa nha. Em cảm ơn anh. Ừ. Đi, bộ quán khác anh. Đủ tiền mua thuốc cho em Nhi rồi. Ê, ê, cái gì vậy? Đưa tiền lại coi. Nhóc này cũng giỏi mày. Kiếm cũng được nhiều tiền quá ha. Trả tiền lại coi. Mày làm cái gì vậy? Đây là địa bàn của hang tao. Kể từ lúc mày đây làm á, mày xin phép chưa? Tụi tao ghim mày lâu rồi mày, con chó này à. Tụi mày mà không trả, tao lấy điện thoại luôn. Trời ơi, đi ra. Thấy ngon không? Ăn tôi gỡ mà ăn chỗ nãy nhiều. Dạ. Anh ơi, cứu em hai thằng nãy. Hai thằng nãy đòi quýnh em á. Ờ, mày nữa hả? Ờ. Ăn nào? Hai thằng nãy anh. Ừ, chỗ này mà quýnh mày chết. Vô đây. Anh à, tôi cho nó chỗ mày một cái. Ok, ok. Thằng chứ. Nắm tay vô, nắm tay vô. Ê, hai mày thấy cái thằng mà nuốt hàng nãy đâu không? Em thấy hả? Ở đâu? Nó. Nó đằng kia anh. À, đằng kia. Nó mới chạy kia kìa. Ngã ba. Rồi chạy. Không? Ê, mà sao vậy? Mẹ nó giật cái điện thoại của tao. Ghê vậy? Tao không có tin đoạt tụi bay nữa. Thôi, đi. Nhóc về đây. Cảm ơn cái đại ca. Ok. Mày ngồi đây coi. Ngồi xuống đây. Cái gì vậy? Người ta mới nói là em ăn cắp điện thoại của người ta. Giật nợ người ta phải không? Tại vì em, nó chấn lột tiền của em. Em tức quá em mới lấy điện thoại của nó. Cái gì? Nó chấn lột tiền của em hả? Đúng rồi. Má cái tụi này thiệt chứ. Ăn rồi phá làng phá xóm không à. Nhỏ làm vất vả chứ không giật tiền nhỏ cho được nữa. Nhưng mà em làm vậy cũng không có đúng. Nhưng mà giờ em không có làm vậy á. Em không có tiền để mà mua thuốc chữa bệnh cho em gái của em. Em gái em? Con bé bị sao? Em gái em bị bỏng á. Xong rồi lâu ngày không có tiền chữa. Cái nó bị lan ra rồi bị nhiễm trùng nữa. Bây giờ phải có tiền mua thuốc. Ừ. Nhà em gần đây không? Hai đứa ở đâu? Dạ, ở cái kho trên đầu đường. Thôi được rồi. Con bé nó đang ăn gì chưa? Xíu em mua gì cho nó ăn luôn. Ờ, chú quán ơi. Ơi. Cho em hai phần bánh về. Rồi, có liền. Đọc. Sư phụ chạy qua coi em nhóc này sao ha. Dạ. Ông bếp xếp này từ hồi nãy nhém nó lộ rồi. Dạ, biết rồi. Tranh thủ nghe anh ơi. Rồi, có liền. Tới rồi anh. Út. Ồ, anh hai. Anh hai ơi, mấy người này là ai vậy? Mấy người là... À, anh chỉ là người đi qua đường thôi.
rồi biết được cái hoàn cảnh của mấy đứa, cho nên là anh ghé thăm. Anh có mỗi hủ tiếu nè, lát hai đứa ăn nha. Dạ. Mở lên trên đi cưng. Cảm ơn anh. Ủa, vết thương nghiêm trọng vậy á, sao không đi viện đi mấy đứa? Để nhiễm trùng á là nguy hiểm lắm á. Em cũng biết chứ, nhưng mà anh nhìn đi, chỗ tụi em ở á là cái nhà kho mà người ta cho ở ké, tiền đâu mà đi chữa trị hả anh? Nhưng mà sao mà phỏng như vậy? Dạ, cũng tại em xui thôi. Nghề của tụi em á là xiết lửa mà. Nhưng mà bữa đó xui cái là gió thổi ngược lại, người em á thì ướt xăng, nên là lửa tạt vô người em mới bị phỏng như vậy á. Anh hai có cái điện thoại nè. Nè, nhìn xịn lắm. Bây giờ anh hai lấy điện thoại đi bán, sao là mình có tiền mà đi bệnh viện mình chữa trị. Trời đất ơi, anh hai lấy đâu ra cái điện thoại này vậy? Anh hai đừng có nói. Không có, anh hai không có ăn cắp. Cái này là tụi nó trắng lột tiền của anh hai, nên anh hai mới lấy điện thoại của nó thôi. Tiền. Bây giờ em đưa cái điện thoại này cho anh, anh sẽ gặp tụi dân hộ anh trả lại cho nó, xong anh lấy tiền lại cho em. Rồi anh sẽ nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ mấy đứa có một chỗ ở chứ chữa trị cho em gái của em, chứ không làm cái chuyện phạm pháp này anh không đồng ý đâu. Anh nghe lời anh. Nghe lời đi. Hay á, mày trốn cũng kỹ ha. Bây giờ làm sao, có trả điện thoại cho tao không? Điện thoại của mày tao sẽ trả, nhưng mày cũng phải trả tiền cho tụi nhỏ, không trắng lột nó vậy được. Mày mà không trả cho đơn lên Phượng. Tụi mày không uống, uống được phạt chó à. Tha tụi mày. Thấy à? Lộc, đưa đi. Đưa lên phường cho thầm vụ. Đưa lên phường mày. Mày hiểu mày. Anh có sao không anh? Có chứ em. Nó quýnh cái quá mạng mà. Mà công nhận anh giỏi võ thiệt chứ. Có giỏi gì đâu, chạy đời giết vậy đó, bị quýnh cái quen. Nhưng mà cảm ơn anh nha, chứ không á là anh hai em bị đánh rồi. Có gì đâu. Nè, bây giờ á hai đứa gán chịu khó đêm nay đi, ăn hủ tiếu đi nha. Anh thì không có giàu sang gì, nhưng mà anh cũng quen được một số Mạnh Thường Quân, người ta cũng hay làm từ thiện á. Dạ. Rồi anh sẽ xin người ta để có tiền chữa trị cho em gái của em. Khi mà chữa trị xong á thì sẽ nhờ người ta kiếm một cái chỗ ở đàng hoàng cho hai đứa. Rồi sau này á, mạnh khỏe đàng hoàng làm một cái nghề khác, đừng có làm cái này nữa, nguy hiểm lắm. Anh ơi, anh, tụi em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Không có anh không biết làm sao nữa. Nhưng mà anh là ai vậy? Anh là tính shipper. Vậy giờ tính shipper không có gì là khó. Còn bây giờ hai đứa nghỉ ngơi đi, có gì mà anh về. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh.